Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 21. Chúng ta đang đi ngang vào cái phẩm hóa thành vụ thứ bảy. À, thưa chư huynh đệ, là học về Kinh Tạng Đại Thừa, nếu mà nói ra mà ai cũng hiểu, ai cũng vâng, ai cũng dạ, ai cũng làm theo được liền, thì nó còn đâu có còn gì là bí yếu của Phật Pháp. Vậy mà đối với Kinh Tạng Đại Thừa, nó có những cái đòi hỏi con người chúng ta vận dụng rất nhiều, vận dụng rất nhiều về cái tư duy, hay nói cách khác hơn là nó là một cách thiền định. Văn tư tu, đó là cái điều kiện cần thiết để cho con người học cái giáo lý Đại Thừa. À, cái phẩm hóa thành vụ này nói đi nói lại nói hoài rất là dài, nó dài nhất trong các cái phẩm kinh của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dài nhất, dài nhất, giảng rất là nhiều kỳ mới hết. Hôm rồi tôi và quý vị đi ngang cái đoạn là Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai gì. Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Khi ngồi đạo tràng phá ma quân xong, sắp thành vô thượng Bồ Đề mà Pháp Phật không có hiện ra. Tại sao thọ 540 vạn ức na do tha kiếp? Ngồi đạo tràng phá ma quân xong rồi đó, mà Pháp Phật không có hiện ra. Rồi Ngài tiếp tục ngồi xếp bằng thân tâm bất động, trải qua một rồi đến 10 tiểu kiếp mà Pháp Phật vẫn không hiện ra. Khi đó trời đau lợi vì Phật mà trang trí một tòa sư tử dưới cõi Bồ Đề. Ngồi trên tòa thì chứng vô thượng chánh đẳng, thì Phật ngồi trên tòa mới chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chư thiên rải hoa cúng dường, trỗi kỹ nhạc, trải qua quá trình bất động 10 kiếp thì Pháp Phật mới hiện ra. Sao kỳ vậy? Một cái hiện tượng gì mà lạ kỳ vậy? Tại sao tu hành phá dẹp ma quân, là phá dẹp những cái tư tưởng sai lầm, những tư tưởng phiền não, những tư tưởng coi như là tướng ma đó, xong rồi mà Pháp Phật không hiện ra, dẹp dẹp trừ được những cái phiền não, những cái giặc phiền não. Phá ma quân là có nghĩa là nói cách khác hơn là dẹp được cái giặc phiền não, dẹp được những cái u mê ám muội trong cái tâm não rồi, mà tại sao mà Pháp Phật không hiện ra? Rồi tiếp tục ngồi xếp bằng thân tâm bất động, trải một rồi đến 10 tiểu kiếp, vậy mà Pháp Phật cũng vẫn không hiện ra. Cho tới khi trời đau lợi vì Phật đó đó mà trải cái tòa sư tử. Em một cái tòa sư tử, rồi Phật mới leo lên tòa sư tử đó mà ngồi. Ngồi trên cái tòa sư tử đó, dưới cõi Bồ Đề. Cho nên thưa đại chúng, tối hôm qua tôi giảng cho Phật tử ở đây nghe cũng vậy, đọc cái đoạn này coi như là 100 người chưa hẳn được 10 người có thể thấu rõ cái lý này. Bởi vì tại sao không thấu rõ? Tại vì học Phật không căn bản, rồi không chịu tư duy quán chiếu,
Tại sao tu hành phá ma vương rồi vậy mà không 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 có không hiện ra được cái pháp? Sao kỳ vậy? Theo lẽ ở ngoài đời những người ta hiền hiền đức, người ta có cái trình độ, người ta lên ta nói sao sao bất tờ, bất tiệt được mà. Tại sao mà trong khi ông Đức Đại Thông Thế Thắng Như Lai này tu hành trải tới 540 vạn ức na do tha kiếp, ngồi với trợ với đạo tràng, ngồi với tu hành, ngồi dưới đạo tràng, có nghĩa là cái tâm người này đó nó được từ là đạo tràng, bi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, trì giới là đạo tràng, nhẫn nhục là đạo tràng, thiền định là đạo tràng, vâng vâng, chứ đạo tràng là vậy đó. Ngồi dưới, ngồi trên trên cái mảnh đất mà coi như là có cái thiền định rồi đó, vậy mà không hiện ra cái pháp Phật. Cho đến khi mà trời đau lợi mới trái cái tọa cụ, mà cái trái tọa cụ là trái cái sư tử tòa, trái cái sư tử tòa, rồi bây giờ Phật Đại Thông Thế Thắng Như Lai mới leo lên cái sư tử tòa đó mà ngồi. Mà các vị biết rằng ngồi trên cái tòa sư tử đó nó mới được rải hoa, rải hương, rải cúng dường, trỗi các thứ kỹ nhạc. Bây giờ qua quá trình bất động thì 10 kiếp nữa thì pháp Phật mới hiện ra. Tại sao tôi nhắc đi nhắc lại, để cho cái thời gian tôi nhắc về để cho các vị tư duy. Các vị tư duy tại sao nó có vấn đề đó. Tôi dám cam đoan, tôi dám bảo đảm với đại chúng những vị đang nghe ở đây á, mà một ông thầy mà học lơ mơ, tôi cho là học 8 năm Phật học, không phải tôi học 10 năm rồi tôi tự hào, thậm chí có nhiều thầy học 10 năm Phật học mà giảng ra được cái ý này á, không phải dễ mấy người đâu. Không phải tôi nói như vậy là tôi tự cao, tôi ngã mạn, tôi khiêu khích người khác, không có. Nhưng mà nếu không có chủng tử đại thừa, không có văn tư tu, không có ôn văn ôn võ luyện thì không bao giờ giảng ra được cái ý thú này. Tôi dám nói cái điều đó. Hoặc có giảng ra là giảng trầy trầy trợt trợt, hoặc có giảng ra là giảng kiểu như để lấy có, hoặc giả có giảng ra là giảng theo cái kiểu mê tín dị đoan. Chứ còn pháp Phật thật mà mấy ông thầy tu 10 năm, thậm chí có khi 20 năm mà không văn tư tu, không giới định tuệ, không có chịu văn ôn võ luyện thì không bao giờ giảng ra được cái ý thú này. Mà thậm chí giảng bậy, giảng cho Phật tử đi vào cái ngõ cụt mê tín dị đoan nữa cơ. Anh chỉ biết là thông cảm, tại vì hôm qua tôi cắt nó bị đứt cái tay. Tại sao mà ông Đại Thông Thế Thắng Như Lai vậy ta? Tại sao mà tu hành phá ma quân rồi, ngồi với đạo tràng rồi, vậy mà sắp thành vô thượng bồ đề rồi, vậy mà pháp Phật không hiện ra? Mà cái pháp Phật, pháp không hiện ra thì làm sao thành Phật? Bây giờ giàu có gọi đó là Phật, nhưng mà cái tiếng Phật này là Phật danh tự thôi. Còn cái Phật cứu cánh là chưa nghe. Cái ông Phật Đại Thông Thế Thắng Như Lai này chưa phải là Phật cứu cánh. Cũng như tôi và các vị bây giờ là mệnh danh là con Phật, là Phật danh tự thôi. Ví dụ như tôi mệnh danh là dòng họ Thích, thì con Phật thì trước sau cũng thành Phật. Nhưng mà bây giờ mình hiện bây giờ là mới Phật danh tự, Phật Tức Phần, Phật Quán Hành, Phật, chứ còn cái lý tức Phật, cái cứu cánh tức Phật thì tôi cho các vị chưa. Thậm chí bây giờ mình mới là Phật tử có,
là tu sĩ có, là tăng sĩ có, vân vân. Thì lý, cái lý là trước sau gì cũng thành Phật. Nhưng mà Phật nó có 6 cách lục, gọi là lục tức Phật. Mà thành tựu đạo vô thượng bồ đề là phải là gọi là cứu cánh tức Phật. Bây giờ tôi với huynh đệ chúng ta đây là Phật đó, nhưng mà Phật phần chứng tức Phật. Phần chứng là mình mới chứng ngộ từng phần nè. Mình mới chứng ngộ từng phần. Mình mới được cái danh tự tức Phật. Rồi mình đang đi trên con đường gọi là quán hành tức Phật. Vâng vâng. Vậy thì ông Phật Đại Pháp Thế Thắng Như Lai này, ông có cái chiều hướng hướng thiện, chiều hướng đi lên, cái tư tưởng hướng thượng. Vì tư tưởng hướng thượng cho nên mới đã phá được ma quân. Phá ma quân. Ma quân đây là không phải đi đi cầm gươm đi ra chiến trường để đi đánh giặc ma ở đâu ngoài đó mà đánh. Mà đánh được cái ma quân ở trong, nó ngầm ngấm, nó ngủ ở trong tâm của mỗi chúng ta. Cái ma đó là ma tham dục, ma thực dục, ma dâm dục, ma tài sắc danh thực thì, ma hỷ nộ ai cụ ái ố dục, ma hòa lợi si quỷ dự cơ xưng là khổ lạc, lợi si quỷ dự cơ xưng khổ lạc, ma đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, ma đó là tham sân si mạng nghi, ma đó là phẫn hận, phu não, tật sang, cuốn xiểm, hại kiêu, vô tàm, vô quý, trừ cử, hung trầm, địa đại phóng vật, tán loạn, thất niệm, bất chính tri. Đó là những cái thứ ma đó. Mà nó ngấm ngầm, mà nó ngủ ở trong cái thân ngũ quẩn của chúng ta đây. Chúng phải tu hành mà cầm gươm đi ra chiến trường, đi tìm ma mà giết. Thật sự tất cả trời Phật quý thần, cho tới tam đồ ác đạo, cho tới lục đạo luân hồi, cho tới tứ thánh, tất cả nó đều nằm ở trong hợp thể ngũ quẩn của chúng ta đây. Nó không có bên ngoài. Nó không có bên ngoài. Thánh phàm đồng cư độ, nằm trên cái mảnh đất tâm địa này. Nhưng mà tại sao phá ma quân rồi đó mà không thành Phật? Pháp Phật không hiện ra. Bởi vì Pháp Phật không hiện ra thì làm sao thành Phật? Giống như hồi tối tôi nói là học không tu thì biết cái đường đâu mà tu không học thì biết đường đâu mà tu. Tu không học thì không biết đường tu. Những cái tư tưởng này nó đã quá đại chúng ơi. Tôi nói đi nó lại, nó tới nó lui, tôi nhai nhai hoài để cho chúng ta nghiền ngẫm. Để chúng suy nghĩ đi. Tại sao mà phá ma quân rồi mà ông Đại Thông Thế Thắng Như Lai này không chịu thành Phật? Pháp Phật không hiện ra. Suy nghĩ đi đại chúng, suy nghĩ đi. Các vị cùng với tôi, khi tôi nói như vậy các vị phải theo tôi, cùng với tôi mà vận dụng cái bộ não này. Mà khi mà các vị tự mình ngộ ra rồi, tôi chỉ là cái người trợ lực cho các vị thôi. Khi mà các vị ngộ ra rồi, trời ơi, các vị cười lên một tiếng, cười cho lông trời lỡ đất, cười cho đại địa sang hà rung động. Tuyệt vời quá đại chúng ơi. Mà phải trải nghiệm thì mới thấm được cái điều này. Không trải nghiệm trên đường tu thì tôi đố ai mà có thể thấm được cái điều này. Vì vậy Pháp nhà Phật nó đi liền cái chữ tu và tập, tu và hành. Không có người nào tu mà không hành mà thành Phật. Không có người nào tu mà không tập mà thành Phật tác tổ được hết. Thế thì những cái danh từ Pháp số Phật học này nè, theo lẽ tôi phải giảng trạch ra rõ ràng cho đại chúng hiểu. Nhưng mà bây giờ thời gian nó không có. Học hoài hôm nay là kỳ thứ 21 rồi mà mình mới đi nghe cái phẩm quá thành dụ à. Tại sao ông Đại Thông Trí Thắng Như Lai, tôi nói sơ qua, thọ tới 540 vạn ức na do tha kiếp. Thọ gì mà thọ dữ vậy? Mà trong khi trên trần đời này có người nào mà thọ dữ vậy, mà tại sao ông Đại Thông Trí Thắng Như Lai này thọ dữ vậy?
540 vạn ức na do tha kiếp. Con số 54 này tôi nói đơn giản thôi, nó biểu trưng cho gì? Nó biểu trưng cho căn, cho trần, cho thức, là 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18, phải không? Nó nhân với 3 thân, khẩu và ý nữa, phải ra 54 không? Hoặc giả căn, trần, thức, nó nhân với 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, phải ra 54 không? Mà tại sao thay vì 54 thì nói thẳng 54 đi, mất dịch gì mà nói chi mà 540 vạn ức, mà gom lại thật ra cũng chỉ có 54 thôi. Bởi vì cái tư tưởng mông lung của con người nó rộng lớn, nó phóng đại. Một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ, một giờ phút buồn nó dài tạo thế giới đứng yên. Thì vậy mà nói với thời gian nó rộng lớn sâu xa như vậy đó, nhưng mà đối với cái người như ngày tôi qua tôi đã nói đó, đối với cái người mà sống ở trong cái thức tánh đó, thì nó ngắn vô cùng, nó dường như trong một nháy mắt, nó dường như trong một bữa ăn. Nhưng mà đối với con người mà sống trong cái tri thức đó, cái thời gian nó lâu xa vô tận, vô tận. Bởi vì con người mà sống trong cái thức giác thì một cái cạch như vậy nó đã có 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn con người mà sống trong cái tri thức á, thì nó phân biệt ra đây là quá khứ, nó phải như vậy, như vậy, như vậy, từ cái nhân như vậy nó thành tựu cái quả như vậy thì mới gọi là quá khứ, để nó dẫn tới cái hiện tại như vậy, rồi tương lai nó dẫn ra như vậy, thì nó kéo dài ra. Còn bây giờ cái người mà tỉnh thức, sống trong thức giác rồi, vừa nghe một cái cạch như thế này là biết nó đã có 3 thời. Cái người mà sống trong cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó, người ta sống trong một cái hiện tại mà người ta thông nhiếp cả quá khứ và tương lai. Thí dụ như bây giờ các vị mà sống trong cái hiện tại, các vị chỉ nhìn thấy cái thân tướng của tôi đây, cái lời nói của tôi đây, cái tư duy của tôi để tôi giải thích cho các vị đây. Các vị chỉ lên một tiếng, rồi nó đã thông 3 thời quá khứ hiện tại vậy là. Còn các vị sống trong cái sự phân biệt đối đãi đó, thì các vị gặp một người nào thấy phải đi tìm coi cái người này quá khứ họ ra làm sao, hiện tại họ làm những cái thứ gì, rồi mình định nghĩa có tương lai họ làm sao. Mình sống trong những cái vọng tưởng và sống trong cái sự phân biệt, cho nên 3 thời này nó mới chia ra làm 3 mà nó kéo dài vô tận. Còn bây giờ các vị mà sống trong thức giác thì bây giờ các vị chỉ sống trong cái một cái khẽ móng tay, cái giờ phút trước có thể là ác ma, giờ phút sau có thể là Như Lai Thế Tôn vô thường. Quý vị biết cái tâm con người nó thay đổi từng sát na, cái hơi thở con người thở ra thở vào nó thay đổi từng sát na như vậy, thì thời giờ đâu, cái không gian đâu mà để các vị đi tìm không gian và thời gian cho nó mệt chứ. Cho nên không gian thì thời gian đối với những người rảnh rỗi, những người mà sống trong cái tri thức. Còn không gian và thời gian đối với người sống trong tri giác thì coi như người ta không ở không đâu, người ta bận lòng chi cho nó mệt mỏi. Tôi vì hiểu chỗ đó, cho nên con số 540 vạn ức na do tha kiếp nghe nó dài vô tận như vậy là tại vì con người chưa có đạt tới đỉnh cao của trí tuệ. Mà chưa tới đạt tới đỉnh cao của trí tuệ thì con người đó nó kéo dài như vậy, cái thọ mệnh nó dài như vậy. Mà tâm lý của chúng sanh á, thì ở trần đời này thích sống dài như vậy. Có ai mà trên trần đời này mà sanh ra mà muốn chết ở đâu? Có những người muốn chết là tại vì họ đau khổ cùng cực, họ muốn chết như vậy rồi họ loạn trí, họ tự động, họ tự tử, họ chết. Đó là những người nó số ít thôi, thiểu số thôi.
Còn thật đại đa số trên trần đời này có người cho tới mức độ mà bệnh nằm trên giường bệnh rồi, ông đút vô mũi rồi, ông đút vô miệng để ăn, đút vô mũi để thở, đút vô bụng để ỉa rồi đó. Vậy mà còn ráng, con ơi cứu má con ơi, cứu cha con ơi, cứu anh em ơi, vân vân đủ thứ mà. Khổ mà cũng không muốn chết mà. Vì vậy mà đây là gọi là phổ vị thế giới tất đàn. Nên dùng danh từ như vậy, chứ còn ông Phật nào mà tham sống dai. Thật sự nếu mà là một cái con người vừa lé lên cái ánh sáng đạo thôi là người ta còn không bao giờ nghĩ tới cái sự chết, sống chết chi nữa. Người ta cứ coi kệ, mặc kệ, hay còn sống ngày nào là còn tùy thuận pháp tánh ngày đó. Còn người ta không có bao giờ mà cầu mong để sống dai làm gì hết á. Bởi vì mình học đạo rõ rồi thì cái thân này là ngũ uẩn hòa hợp với nhau, rồi thân này là thất đại hòa hợp với nhau, thân này là duyên sanh thì tôi hỏi các vị là hãy nói duyên sanh thì nó phải là duyên diệt. Mà khi diệt rồi thì diệt diệt sanh diệt diệt vô cùng vô tận, thì có cái chuyện gì đâu mà cầu mong thọ mệnh. Và mong thọ mệnh làm cái gì, sống dai làm cái gì? Tại sao mình biết rồi mình không tìm cái phương pháp nào đó để cho mình vui vẻ, mà mình một ngày nào đó rửa cái thân này mà nó có bệnh tật đó thì nó xả cho lẹ, mà nó xả trong cái an lành tự tại để rồi nó thọ trở lại cho nó nhẹ nhàng tự tại, không sướng hơn à? Tuổi trẻ không sướng hơn tuổi già nua lụm cụm mà. Vậy mà già nua lụm cụm là sinh sống hoài để làm cái gì á? Tôi các vị học đạo là học chỗ đó đó. Học đạo là học chỗ đó. Cái khí hậu bên đây nó lạnh lạnh, nó nóng nóng bất thường. Có khi nó lên tuốt lên 78 độ F. Rồi tự nhiên nó dục cái tiêu dục xuống còn 40+ độ. À quý vị coi nó nóng lạnh thất thường. Nó khô con người hết. Thôi trở lại đó. Cho nên rồi tôi phân tích với cái kinh Tạng Đại Thừa vậy rồi. Tôi nói thật các vị là tôi, các vị đừng cảm ơn tôi nghe, mà tôi cảm ơn các vị. Hồi nãy tôi thấy có một đạo hữu, tôi gửi cái mail cho tôi. Tôi thức dậy tôi đọc cái message, đọc message mà tôi mừng, mà tôi cười, mà tôi ứa hai cái hàng lệ quanh mi. Để coi đạo hữu nói cái gì mà tôi ứa hai hàng lệ. Không phải tôi vui là người ta khen tôi đâu. Mà tôi vui ở chỗ đây là tôi có những người Phật tử đồng hành lý tưởng nữa. Tôi kính thầy, đường tu đã rõ, Phật đạo đã tường. Thiệt nhờ ơn rộng mở của thầy, không biết nói gì hơn là xin cúi đầu đảnh lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo hữu này là theo tôi, cái duyên cùng với tôi là từ hồi mà tôi nhớ, mà lúc mà tôi bắt đầu tôi tập nói, tôi viết bài trên mạng tới bây giờ là gần 5 năm trời. Đạo hữu này coi như miệt mài nói câu đó không phải là ca ngợi tôi đâu, mà quý vị vui mừng với cái sự nhận biết của các vị đó. Các vị đã sáng ra. Trần đời này bây giờ tôi đã hiểu rõ thông kinh Phật một phần rồi, thì tôi không có cần đi tìm cái chúng sanh ở bên ngoài mà để tôi độ hàng khối đâu. Mà lúc này tôi cần độ chúng sanh tâm của tôi và độ những người có một cái duyên quyến thuộc trên cái con đường Bồ Đề này là tôi vui mừng lắm rồi. Ngày từng ngày tôi tự huấn luyện cho mình, muốn để cho mình những cái tư tưởng mà mình phải xả những cái thứ mà mình cố chấp xưa nay, nó kiên cố xưa nay, nó rắn chắc xưa nay, là cái bản ngã của mình, cái tự ngã của mình, cái tự ký của mình và cái tâm đắc của mình bên với cái pháp trần. Con người xưa nay hay có cái bệnh là tâm đắc cái của mình làm ở dưới cái trần đời này,
mà nó đánh mất, nó đánh mất rất nhiều cái công đức lành. Cho nên làm sao trên trần đời này mà nếu các vị muốn tạo được công đức lành thì các vị phải cảm ơn lại những cái mà mình đã làm cho người ta. Mình cảm ơn người ta chứ không phải người ta cảm ơn mình. Đối với giáo lý đạo Phật nó đi ngược ở chỗ đó đó. Ngược không phải là ngược, ngược cái gì mà mình phải cảm ơn nhờ có chúng sanh, nhờ có cái người nhờ nhỏi mình mới làm được việc phước lành. Thôi trở lại cái vấn đề chúng tôi đang nói đây. Vậy là pháp Phật không hiện ra nha. Bây giờ bắt đầu mình tiếp tục. Cho tới khi trời đau lợi vì Phật mà trang trí một tòa sư tử dưới cội bồ đề. Một câu đó thôi. Một câu này thôi mà phải vận dụng cái trí não. Phải học đạo. Ít nhất tôi cho là ít nhất mà học miệt mài phải từ 5 năm mà chuyên rồng học đạo thì mới tạm thời hiểu được câu này. Tạm thời thôi. Mà chuyên rồng 5 năm chỉ vì cái học đạo thôi đó. Chỉ vì cái học đội điển thôi. Chứ còn tôi nói là chưa giải thích được đâu. Rồi 10 năm tu luyện, 20 năm trải nghiệm, hóa chăng mới có tạm thời mới nói lên một chút lý trí này. Tại sao mà trời đau lợi vì Phật mà trang trí một tòa sư tử dưới cội bồ đề? Tại sao ông này tu hành bây giờ ông sắp thành Phật rồi? Có nghĩa là ông vượt cõi trời rồi, có thinh văn rồi, có duyên giác rồi và tới Bồ Tát rồi đó chứ. Bởi vì sắp thành Phật là Phật chỉ hơn Bồ Tát thôi. Vậy mà bây giờ phải nhờ ông trời đau lợi. Nhờ ông trời đau lợi mà trang trí một tòa sư tử để cho ông Phật Đại Thông Đế Thắng Như Lai này leo lên tòa đó mà ngồi. Mà ngồi sư tử tòa. Để rồi cuối cùng á, khi ngồi đó nói là chư thiên mới rải qua cúng dường trỗi kỹ nhạc. Mà phải trải qua quá trình bất động 10 kiếp nữa thì Pháp Phật mới hiện ra. Mà khi Pháp Phật mới hiện ra thì mới thành tựu được một vị Phật, Phật cứu cánh, Phật Như Lai Thế Tôn thiệt. Còn hồi nãy giờ là Phật đó là Phật, Phật danh tự. Trời ơi đại chúng ơi, tôi giảng ra mà tôi thật sự tôi còn quá bạc địa phàm phu. Chứ nếu mà tôi chỉ giờ cái này tôi chỉ có mới tạm thời cái hiểu thôi nha. Chứ tôi chưa chứng. Mà nếu các vị mà nghe mà chấp nhận mà bằng lòng các vị tự bồi bổ lên nữa thì thầy trò mình, huynh đệ mình coi như là cái ngày thành Phật nó sắp thành đó. Tại sao mà sắp thành Phật rồi mà phải nhờ ông trời đau lại? Ghê chưa? Cái lập luận của ông tổ nào viết cái kinh này tôi không nói, tôi cũng vẫn thuận theo các vị là tôi không nói Đức Phật nói. Tổ viết lại ý của Phật đó. Ông tổ nào mà viết cái chỗ này á, nói thiệt á, tôi gặp ổng á, tôi lại ổng trước lại Phật. Bởi vì tại sao vậy? Đức Phật nói là đã đành rồi, nhưng mà vị tổ nào mà kết tập cái đoạn này đó, cái kinh này đó, tôi gặp ổng là tôi phải, nếu giữa ông tổ và ông Phật tôi lại ổng trước rồi tôi lại ông Phật sau đấy. Tuyệt vời quá. Cái người, cái lý trí, cái trí tuệ siêu đẳng mới hiểu được cái ý Phật, hiểu được cái tôn ý, cái thánh ý của Phật và viết cái đoạn này. Tại sao mà ông này sắp thành Phật rồi vậy mà phải nhờ ông trời đau lợi, nhờ ông trời đau lợi trải cái tòa sư tử dưới cội bồ đề mà leo lên tòa đó ngồi, mà ngồi tới 10 kiếp nữa thì Pháp Phật mới hiện ra. Mà một kiếp là 1.680.000 năm. Thì 10 tiểu kiếp là bao nhiêu năm, 5 năm thì quý vị tự nhân, tự tính đoán ra coi. Tại sao mà thành Phật rồi phải nhờ trời đau lại? Trời là gì? Trời là thiên giả. Thiên giả là trời. Trời là lý tánh chi đương nhiên. Trời là cái lý tánh tuyệt đối, nó là bản nhiên như vậy, đương nhiên như vậy. Trời là thiên thính tịch vô âm, thương thương hà sứ tầm, phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Dầu anh có sắp thành Phật, nhưng mà anh phải giữ cái tâm của anh là cái tâm lành. Dầu anh có là cái gì đi nữa, nhưng mà cái tâm của anh nó phải có cái chất thiện ở trong đó.
thiện ở trên đó. Mà khi mà anh trụ trên cái tâm, cái chất thiện ở trên đó rồi đó, thì anh mới rống được cái tiếng rống của sư tử. Cho nên anh gọi là sư tử tòa. Cái tâm anh là đang dựa lên cái cõi trời. Anh nương cái sức của trời. Trời mới giúp cho anh được cái chỗ ngồi vững chắc. Chỗ ngồi vững chắc thì gọi là sư tử tòa. Mà từ cái tâm thiện, tâm lành đó đó, nó vững chắc, cái móng nó vững chắc như vậy rồi, thì anh mới trải được cái mảnh đất, cái tâm từ bi ra. Cho nên mới là vào nhà Như Lai là cái tâm từ bi, mà mặc áo Như Lai là cái gì đó, cái giải thoát y gì đó, cái vụ mà sau này có nói đó. Phải vào nhà Như Lai, ngồi tòa Như Lai, mặc y Như Lai. Mà cái sư tử tòa là một cái tâm bình đẳng. Mà tiếng rống của sư tử thì bách thu văn chi giai não liệt. Sư tử hống vô quý thiết. Cái tiếng hống của sư tử, cái tòa sư tử này đó, là bằng một cái tâm không sợ hãi. Mà rống lên rồi đó, rồi tựa được coi như là làm cho bách thu văn chi. Bách thu là trăm ngàn bách, mà bách là gì đó, trăm loài thú. Văn chi là nghe, mà giai não liệt. Giai não liệt. Nghe mà tê liệt cái não bộ hết. Mà cái gì đó, long tượng bôn ba thắt khước quy, thiên long tịch thính sanh hân diệt. Cái tiếng của sư tử rống, ngồi trên cái tòa của sư tử rồi đó, có người vững chãi rồi đó, mới nói được cái tiếng của chánh pháp. Mà nói cái tiếng chánh pháp lên rồi đó, thì thiên long tịch thính sanh hân diệt. Trời rồng mà phải lặng nấp, mà để đầy cái lòng quan hỷ, mà hương tượng bông ba thắt khước quy. Con voi con hương tượng đó, cái sức mạnh của nó mạnh như vậy, mà nó nghe cái tiếng sư tử rồi đó, nó chạy cong đuôi. Như vậy mà cái người muốn thành đạo và quả bồ đề là phải rống được cái tiếng rống của tiếng chánh pháp, phải ngồi trên cái sư tử tòa mà dựa ra cái tâm thiện lành. Mà cái tâm thiện lành là cái tâm này không có làm mưu hại ai, không có làm khổ ai. Để trụ được cái tâm thiện đó thì thân không sát, không đạo, không dâm, miệng không vọng ngữ, không ác khẩu, không ý, không thiêu dệt cái gì đó. Tôi nói theo chữ Hán, bởi vì nhiều khi nó kẹt cái văn tự vậy đó, gọi là ý vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Quý vị biết tại hồi trước giờ là mình quen cái chữ đó rồi, nói vậy thì được, mà bây giờ tôi cố gắng tôi không dùng cái Hán ngữ nhiều. Nhưng mà thật ra có nhiều khi mà không dùng cái là nó quên ngang đó. Hà nói vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu nhớ dai, mà tự nhiên nó là không nói dối, không nói này kia là nó bị khựng mà. Nó quen cái nó quân tập trong cái chủng tử, cái đầu của mình, bởi vì xưa nay cái Hán ngữ đó. Rồi ý nó không tham, không sân và không tà kiến, hay là gọi là không si. Đó là trời đau lại. Làm trời là phải nằm trên cái tư tưởng 10 cái thiện lành đó. Dầu Như Lai Thế Tôn, dầu Bồ Tát, dầu Thánh Hiền, cũng không thể nào mà không dựa trên cái nền tảng của ba nghiệp thân khẩu ý. Thế thì thành Phật có lìa được thân khẩu ý chưa? Dạ thưa không. Thành Phật vẫn vận dụng cái phải nương vào cái ông trời. Trời đấy không phải là một cái đấng nào đó, cái ông nào đó ở trên mây, không có. Trời không phải là một vị nào đó ngoài ta, không có. Mà trời đấy là một sức mạnh của thiện pháp. Đại chúng ơi, học mấy cái này tôi nói thật đại chúng là chỉ có những người chấp nhận bằng lòng đi trên cái lý tưởng gọi là giác ngộ giải thoát thì mới chịu nghe thôi. Còn cái thứ mà khùng khùng điên điên ngộ ồ cà cạc mà nó nghe cái này mà nó hiểu được, tôi chết liền. Tôi không phải tôi khi người. Mình tu hành, mình giải thoát không có khi người.
cái thứ mà dị đoan quyển hoặc quan đường, cái thứ mà không có cầu tiến, cái thứ mà kẹt trong ăn mặc ở ngũ ỉa là không bao giờ chấp nhận cái tư tưởng này nổi. Tôi dám khinh người như vậy đó. Khinh đây không phải là tôi chê bai, tôi đè đẹp ai hết đó. Mà ý tôi nói là phải cái tư tưởng cầu tiến thì mới học những cái này, nó mới cảm thấy tuyệt vời và mới ứng dụng trong đời sống hiện tại mà an lành, mới có cái chất giải thoát được. Muốn thành Phật, muốn thành tựu một vị Bồ Tát, thành Phật như Lai Thế Tôn cũng phải dựa trên cái nền tảng của trời. Trời có nghĩa là cái tâm phải thiện lành, phải giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý. Mà thân thì bất sát, bất đạo, bất dâm. Khẩu, bất dụng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu. Ý, bất tham, bất sân, bất si. Không có ai mà vượt qua cái tiêu chuẩn này mà thành tựu như Lai Thế Tôn được hết. Rồi dựa trên cái nền tảng của ba nghiệp này, rồi bắt đầu á, cái tư tưởng nó vững chãi rồi, nó có sức giới định tuệ, thì bắt đầu thuyết lên được cái tiếng gọi là giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên á, cái ban đầu ai tu thì cũng phải giữ giới để định rồi tại hết. Đây là tạm đi hơn nửa đoạn đường, nhưng mà đoạn đường thành tựu vô thượng bồ đề để trở về với cái liễu nhân Phật tánh thì phải giải thoát và giải thoát tri kiến. Nếu không giải thoát, không giải thoát tri kiến thì không thể nào thành tựu một vị Như Lai Thế Tôn vô thượng. Dù anh có giới, có định, có tuệ, mà giới định tuệ đây là nó hơn nửa chặng đường thôi, mà hai cái điều quan trọng để mà anh thành tựu một bậc đại giác Thích Tôn thì phải là giải thoát và giải thoát tri kiến. Ghê chưa các vị? Không đáng thưa đâu, vậy đó. Nhưng mà bên tiểu thừa nó không có giải thoát tri kiến à. Bên tiểu thừa nó chỉ có giới định tuệ thôi. Tu hành làm sao mà giữ giới để cho định, để phát minh cái trí tuệ, để tự giải thoát cho chính mình là đủ rồi. Còn đằng này cái tư tưởng thành Phật là phải giải thoát và giải thoát tri kiến. Trí tuệ là đỉnh cao để thành tựu đạo quả bồ đề, nhưng mà đạo quả bồ đề này mà chưa có giải thoát và giải thoát tri kiến thì chưa có được vô thượng đâu. Chưa được vô thượng, anh mới có tự kỷ cho anh thôi, anh mới có tự độ anh thôi, chứ anh chưa có hạnh nguyện độ tha. Mà một vị Như Lai Thế Tôn mà không có hạnh nguyện độ tha thì làm sao thành Phật? Muốn thành Phật là phải có hạnh nguyện độ tha. Cho nên tôi đã nói là thành Phật phải đủ ba tiêu chuẩn là tự giác, rồi gì nữa? Giác tha và giác hạnh viên mãn. Không có Phật nào tự giác gọi Phật bao giờ hết. Phật phải đủ ba cái công hạnh đó, phải tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Còn muốn thành tựu Bồ Tát thì phải tự độ, độ tha và tự giác, giác tha. Các vị nhớ học cho kỹ như vậy đó, để các vị nói nó không có lắp bắp. Tôi thật các vị là tôi chẳng có tu hành con khỉ khô gì đâu. Tôi nói thiệt vậy, tôi cũng chưa có thành tựu cái gì hết trơn á. Mà sở dĩ tôi học vững chãi như vậy, tôi nói không có lắp bắp. Mình phải vẽ cái lộ trình của mình ra, Phật đã vẽ rồi, mình vẽ trở lại, mình đồ lên cho nó rõ cái lý, thông cái lý như vậy thì mình nó không có lấp bắp. Còn mà học không tới nơi tới chốn á, học tầm bậy tầm bạ lẳng nhặng lại nhại là nói một hồi nó giống như con gà mắc dây thun vậy, nó không ra được cái ý Phật. Ây, nó hay vậy đó. Cho nên phải muốn thành Phật là phải rống được cái tiếng rống của chánh pháp nghe. Chứ không có thành Phật rồi ai muốn thành Phật mà ngồi trên cái tòa xe dê không chưa đủ à nghe. Thật sự trên kinh Tạng Đại Thừa này nó có ba thứ xe là xe trâu, xe hư, xe dê gì đó. Nhưng mà thật ngồi trên ba cái tòa này tuy rằng nói như vậy thôi, chứ con trâu rồi nó hiền lương, hiền thục, nó không có thành Phật được đâu nghe. Muốn thành Phật là phải ngồi trên sư tử tòa, phải dũng mãnh, phải kiêu hùng. Phải làm một cái bản đại trí văn thù. Thành Phật mà không có ông trời phò tá, không có đại trí văn thù đẻ ra thì không thành Phật được. Tam Thế Như Lai chi đạo sư trí nguyện quảng đại thẩm năng tư vô biên sát hải vi trần quốc, cầm cây gươm này nè, vô biên sát hải vi trần quốc mới thành tựu được một vị Phật.
phải cầm cái gươm để mà chặt đứt mọi cái thứ trần lao sinh tử, mà phải trí nguyện quảng đại. Dầu là cầm gươm chặt đứt, nhưng mà đứt đây không có nghĩa là giết người, không có nghĩa là mưu sát, mà chặt đứt cái tư tưởng phiền não của ta. Bởi vì nhờ cái gì? Nhờ cái trí nguyện quảng đại thậm nan tư. Bởi nó tôn xưng là đại trí văn thù đấy. Trí phải rộng lớn, cái hạnh nguyện phải cao xa, quảng đại thậm nan tư, rồi nó sâu lắng không thể nói cho hết được, gọi là thậm nan tư. Để rồi vô biên sát hải vi trần quát để thúc tôi tức nhiều khi cái đầu mình bây giờ nó cà giật kìa. Tam Thế Như Lai chi đạo sư trí nguyện quảng đại thậm nan tư, vô biên sát hải vi trần quát nhất niệm thu lai hiện chân nha. Làm sao mà mình đạt tới cái chỗ nhất niệm? Nhất niệm đồng có nghĩa là nó chỉ như vi trần, mà một niệm đó mà nó gom cả sang hà đại địa, phóng di tắc ta la thế giới, mà thâu di tắc tế nhập vi trần. Cho nên nhiều khi nhiều mấy ông thầy đám á tụng cái bài của mấy ông hay lắm á, mà mấy ông tụng mà mấy ông không hiểu nghĩa khỉ khô gì hết trơn. Nhất niệm tâm hương phổ đồng cúng dường, nhất thử biện hương phi sắc phi không thị chân thị giả, minh minh bắt muội liễu liễu thường tư, chiêu hồn nhật nguyệt chi quan hàm đẳng thế hư chi lượng. Không gì tắc ta là thế giới, mà thâu gì tắc tế nhập di trần. Một nhất nén tâm hương phổ đồng cúng dường, thập hương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Rồi nói một cái bài đó thôi mà cái người mà hiểu ra rồi, có trí tuệ rồi đó là phải đưa từ cái sự mà nó tới cái lý. Mà ngặt nổi mấy ông thầy đám bây giờ đó là tôi trừ ra các bậc tôn túc lớn tôi không dám đụng tới. Mà cỡ tôi là tôi quýnh rộp sạc hết. Đọc thì đọc để mà lè thiên hạ, để mà đổi tiền cơm gạo áo, thì tôi gọi là giá áo tối cơm thôi, chứ không giải nghĩa cho người ta được. Đọc để mà đi tìm cơm gạo, để gọi là cái phường giá áo túi cơm. Bởi tại sao tôi nói ra các vị biết, có nhiều khi giống như tôi chửi lộn, tôi sân hận vô cùng là vậy. Vì tôi có một cái nỗi đau của tôi là vậy. Nỗi đau của tôi là tại vì các vị làm mà các vị không biết mình làm cái gì. Cứ gì đó, Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chiên có quế tịnh thiên trừ linh thử đàn tràng tắc thanh tịnh phúng rải. Trời mẹ ơi, mà không biết rải cái gì, không biết phúng cái gì, không biết tắc thanh tịnh cái gì. Phật không hề biết cái vụ này. Thật ra bây giờ mình đổi thừa vậy là mấy con ba tàu ơi, thật sự Trung Quốc họ cũng không biết cái vụ này luôn nghe. Đông Độ có nhiều dịch lịch đại tổ sư mà cái thời trước của kinh điển cũng không viết cái này luôn à. Cái này là của Việt Nam đặt ra. Chứ mình đừng có đó thừa nó vậy là mấy cha ba tàu đặt ra vụ này. Cái rồi bây giờ mình coi như vậy. Mình đó thừa tổ tàu, tội nghiệp tổ à. Bên tàu họ không hề làm cái này à nha. Của Việt Nam chứ lịch đại tổ sư Việt Nam mình đặt ra. Mà đặt ra để làm cái gì? Đặt ra để từ cái sự mà nó hiển cái lý. Mà đằng này anh cứ ôm cái sự đó mà không cho nó hiển lý. Anh ôm hoài giống như anh mang bầu thai trong bụng hoài vậy mà anh không cho đẻ ra. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy. Cái tâm của anh là phải đại đạo tâm. Anh phải khuất phục hàng ma. Cái lòng của anh là phải nước cam lồ. Khi mà cái tâm anh khuất phục hàng ma, anh phải có cái đại đạo tâm rồi đó, thì anh mới lấy nước cam lồ này với năng linh nhất đích biến thập phương. Anh mà không có giới, không có định, không có huệ, không có giải thoát tri kiến, không có văn, không có tư, không có tu, thì làm sao anh được năng linh nhất đích biến thập phương? Anh biến cho anh còn không được thì anh biến cho ai?
Cho nên tinh chiên có quá tịnh thiên trừ thì linh thử đàn tràng mới tắc thanh tịnh chứ. Anh không có tinh cần, chuyên cần, tinh tấn để mà anh trừ được cái cấu quế thì làm sao anh làm cho đàn tràng được thanh tịnh. Nói cái bài đọc đó thôi thì mình cũng đủ hiểu cái nghĩa thuốc của lịch đại tổ sư viết ra nó cao vời lắm. Còn đằng này á, nó cà riệt cà tan, nó làm như là mắt thông mắt khỉ vậy đó. Nó phóng, rồi nó phóng, nó cầm nhành hoa, nó rải, nó phóng. Trời, nhất là cái đám Bắc Kỳ nữa, cái đám mà thầy chùa mà dỗm nữa, trời ơi, nó múa ông nội ơi, nó múa khùng điên luôn. Nó múa mà nó không biết nó múa cái gì, nó làm như khỉ mắt phong vậy đó. Tôi nói hồi xưa người ta nói hòn đá mà biết nói năng thì mấy thầy địa lý hàm răng chẳng còn. Bây giờ mình mượn cái danh từ của nó, hòn đá mà biết nói năng thì mấy thằng thầy chùa dỗm hàm răng chẳng còn, mấy thằng thầy đám dỗm hàm răng chẳng còn. Nó bậy không mà sao còn được. Cho nên tôi quýnh là tôi không từ ai là vậy. Tôi nói thầy có ghét tôi thì tôi cũng chịu thôi chứ là vậy. Tôi nói như vậy đồng nghĩa có nghĩa là tôi khiêu khích cho mấy ông thầy đám, cho mấy cha thầy chùa mà thầy đám thầy tụng, để mà tụng phải biết mình tụng cái gì, làm phải biết mình làm cái gì, chứ không phải đạo Phật gì. Phật không hề, hồi xưa Phật giữ gìn quay nghi tái hạnh, Phật không hề gì. Đồ điên đồ khùng. Cho nên phải, cái cốt ý của đạo Phật là tôi trở lại là phải nhờ trời đau lợi, nhờ chư thiên trang trí cho mình một cái tòa dưới cội Bồ Đề. Bây giờ tôi trở lại vô nói vấn đề tôi đây, mà tôi mượn cái tôi để mà tôi nói cái hiển cái lý này đây. Nếu tôi mà không có cái chí cầu tiến, không có chí để rống cái tiếng chính pháp thì không có các huynh đệ quyến thuộc mà nghe đâu. Nếu tôi mà chỉ vùi đầu trong tham dục, trong danh lợi thì làm gì tôi có được cái quyến thuộc như bây giờ mà ngồi để tôi nói hàng khối người nghe như bây giờ. Vì vậy thì bây giờ các vị hiện bây giờ đang nghe pháp tôi là chư thiên đó, là trời đau lợi đó. Bởi vì không có các vị trải tòa cho tôi ngồi thì tôi không thể nào mà rống được cái tiếng chánh pháp. Phải có người nghe, có người nói, có người đồng thuận để hộ trì cái chánh pháp. Còn tôi mà không rống được tiếng chánh pháp này thì muôn đời tôi chưa không bao giờ thành Phật. Chừng nào tôi rống được cái tiếng chánh pháp như thế này nè thì tôi đang đi trên cái lộ trình thành Phật đó. Các vị là chư thiên, là trời đau lợi đó. Mà khi mà tôi nói mà cái tiếng chánh pháp mà các vị vui vẻ, các vị bằng lòng thọ nhận, các vị gật đầu, các vị vui mừng để mà thọ nhận cái tiếng chánh pháp đó là các vị rải hương hoa cúng dường đó. Bởi vì tâm địa khai thời qua lãng mạn, chư thiên vũ sư nhượng phân phương. Chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Khi mà cái mảnh đất tâm nó mở ra rồi thì hoa nó rụng, hoa nó rơi rụng. Mà dầu có hoa trời cũng kém vui, cũng không bằng cái hoa lòng của mình. Cho nên gọi là chư thiên vũ sư, dầu có hoa hoa trời mà rải xuống như mưa thì thật sự ra nó cũng không bằng tâm địa khai thời. Tâm địa khai thời là mảnh đất tâm mở, đã bằng lòng mở. Cũng như các vị đang là trời đấy, các vị đang bằng lòng mở mảnh đất tâm ra, trải ra để mà thỉnh một vị Phật tương lai này. Tôi cho là tôi là Phật tương lai này. Bởi vì tôi nói là các vị nhớ là Phật nó có 6 cách nha. Hiện bây giờ thầy trò huynh đệ chúng ta đang gọi là danh tự tức Phật mà. Còn kêu cánh tức Phật là chưa à. Chứ không phải tôi nói vậy là tôi nói tôi là thành Phật rồi không có. Mà nếu mà hiểu sâu xa hơn là tôi nói tu thành Phật rồi cũng được. Nhưng mà không khéo người ta hiểu lầm, ta tưởng đâu mình tự cao, mình ngã mạn, mình tôn xưng mình là Phật. Thôi thì mình cũng cần phương tiện là nói mình là Phật tương lai đi. Phật tương lai cùng với tất cả các vị là hiện bây giờ là chư thiên, là Bồ Tát chúng, cũng là Phật tương lai. Rải qua đốt hương cúng dường.
trải qua cúng dường. Mà cúng dường hoa là cúng dường vậy đó, cúng dường tâm địa khai thời, hoa lãng mạn. Chư thiên vũ sư nhượng phân phương để chi chi đó đó hiến Phật tiền, mà ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Cúng hoa là cúng vậy đó, chứ không phải cúng hoa là đi mua các thứ hoa đẹp, hoa mắc tiền, cúng Phật chứng Phật, chứng Phật cần gì mấy thứ vật chất đó. Phật cần, thậm chí các vị nghèo khó, các vị đi ra ngoài mé núi chân rừng, các vị hái hoa mắc cỡ, hái hoa màu gà, hái hoa thối địch vô cúng Phật cũng còn vui vẻ mà, nếu lòng các vị thanh thoát. Còn các vị mà có đem những cái thứ hoa đẹp, hoa mắc tiền mà lòng các vị xấu xa, mà ích kỷ, mà đen tối, mà tham giận, si mê vô cúng Phật cũng có thèm đâu. Ông Phật mà thèm gì cái vật chất. Chẳng qua chúng sanh nó đam mê vật chất, nó tạo dựng những cái thứ vật chất vậy, chứ còn ông Phật mà thèm cái thứ đó thì làm gì thành Phật. Cho nên rải qua cúng dường là trỗi kỹ nhạc. Kỹ nhạc là cái gì? Là cái tiếng bằng lòng, cái tiếng thỏa thích, cái tiếng hoan hỷ. Cho nên vậy mà cõi cực lạc là cái cõi đó là trú dạ lục thời, chư thiên trỗi nhạc, các thứ chim cũng đều hát ca là vậy đó. Cái đó là tôi đang giảng trở lại cái kinh Di Đà tại cái thiền tịnh đạo tràng ở Ốc Linh đó. Các vị rồi bấm bốc nghe cái chỗ đó tôi giảng. Mà trải qua quá trình bất động, khi mà được chư thiên trải tọa cụ mà ngồi, rồi trỗi kỹ nhạc, rồi tán hoa xong rồi phải trải qua quá trình 10 tiểu kiếp. 10 tiểu kiếp bất động nữa thì pháp Phật mới hiện ra. Giống như bây giờ nè, tôi được các vị tôn sùng, tôi thương tôi, quý tôi, là tôi nói cái chánh pháp mà. Các vị là chấp nhận bằng lòng trải tọa cụ cho tôi ngồi đó chứ. Nếu các vị không trải tọa cụ tôi ngồi, tôi đâu có cái lý tưởng, tôi đâu có cái vui mừng mà mỗi ngày, buổi sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy mà tôi vô đây mà tôi la, tôi hét như vậy. Các vị mỗi người đã góp cho tôi một cái mảnh đất tâm để mà cho nó thành ra một cái tòa sư tử đó chứ. Các vị khi nghe cái gì mà tôi nói mà các vị bằng lòng, các vị vui mừng, các vị sáng ra là các vị đã là rải hương, rải hoa cúng dường cho tôi, trỗi kỹ nhạc cho tôi đó chứ. Như vậy thì cá nhân tôi phải làm sao đây? Cá nhân tôi phải trải qua quá trình bất động nữa kìa. Bất động 10 tiểu kiếp. Và đi trên tiếp tục, vẫn là cái tâm tôi vẫn dụng trên con đường lành. Mà đường lành này đó, đường lành này phải bất động. Có nghĩa là không có bị lay động với cái việc làm của mình. Dầu là mình đi làm điều lành, nhưng mà mình không có thấy mình làm điều lành, mà mình trụ ở nơi cái chỗ bất động, thì bây giờ pháp Phật mới hiện ra. Đó, tôi nói gọn vậy thôi chứ còn nhiều ý sâu sắc lắm. Mà diễn nhiên văn tự thì không thể diễn hết được cái đạo lý đâu. Mà khi mở ra cái cửa cái văn tự như vậy để rồi tư duy. Cho nên cuối cùng tiểu kiếp thứ 10, với sự hoạt động có tánh thay đổi xây dựng của chư thiên, thì bây giờ đại thông ngồi trên tòa sư tử mới thành vô thượng giác. Ngồi thiền mà để dứt bật cái tâm thức là thứ định mà không có tuệ. Ngồi thiền mà để dứt bật tâm thức thì thứ định mà không có tuệ đó chỉ có công năng để ngăn chặn cái vọng tưởng mà thôi. Vì vậy thành Phật là phải chuyển hóa cái tâm sở, ngăn dứt các việc ác, trưởng dưỡng các việc lành, đạt tới đỉnh cao của trí tuệ. Mà khi thành tựu giải thoát, dừng nghỉ nơi đó chỉ là mặt tự lợi, mặt tự giác. Phải cần phát huy cảm hóa, giáo dục, truyền bá cái chánh pháp, đạo lý giải thoát, giác ngộ mỗi từng lớp cho con người để hoàn thành nhiệm vụ giác tha và giác hạnh viên mãn của một vị Phật. Bây giờ tiếp tục cái phần chánh văn, đó là cái đoạn mà tôi đã giải thích từ hai kỳ rồi đó nghe. Bây giờ mình tạm thời dứt ngang cái đoạn đó nha. Bây giờ tiếp tục, Đức Phật mới bảo khi Phật đại thông trí thắng
Như Lai chưa xuất gia, có 16 người con trai đều danh phận giàu có. Người con cả tên là Trí Tích. Các con nghe cha thành đạo đều bỏ tất cả theo Phật xuất gia. Các bà mẹ khóc lóc theo đưa. Ông nội là vua Chuyển Lân Thánh Vương, cùng 100 đại thần và nhân dân rất đông, cùng nhau đến chỗ Phật để cúng dường tán thán. Lúc đó 16 vương tử thỉnh Thế Tôn thuyết pháp độ thoát chúng sanh. Lúc Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai chưa xuất gia đó, có nghĩa là cái tâm của ngài chưa có hướng thượng, chưa có hướng thiện. Bởi vì xuất gia là ra khỏi nhà nào, ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới. Xuất gia là bắt buộc phải ra khỏi. Ban đầu là phải ra khỏi nhà thế tục. Thế tục là nhà của cha mẹ, nhà của lục thân quyến thuộc, phải chấp nhận. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị ban, gia nghiệp đóng nguyên kế tự. Miên ly hương đảng thế pháp bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Có nghĩa là gì? Là bắt buộc trên con đường đạo là cái người xuất gia là phải quyết chí xa lìa. Phụ mẫu bất cung cam chỉ là cha mẹ thì mình không có cung phụng. Bất cung là chẳng có cung dưỡng, chẳng có nuôi dưỡng. Cam chỉ là cái miếng ngon ngọt, mình không có nuôi dưỡng cha mẹ được. Lục thân cố dĩ khi ly, là sáu thân thì quyết chí mà xa lìa. Khi là bỏ, ly là xa lìa, buông bỏ mà xa lìa. Bất năng an quốc trị ban, đã mình chấp nhận con đường đạo tu hành của mình rồi, xuất gia rồi thì không có làm được những cái việc mà như ngoài đời là đi ra để mà cầm gươm giúp nước, cầm súng ở biên cương. Rồi, bất năng an quốc, gia nghiệp đóng nguyên kế tự, đối với gia đình, sự nghiệp của gia đình, của dòng tộc thì không có có con để nối dõi tông đường. Mà phải miếng ly hương đảng, phải rời xa cái nơi làng nước. Cho nên có nhiều người tu mà không có chịu rời ra làng nước, thật sự cũng không tu được. Cho nên tu là phải xa xứ, lìa quê, để như vậy để rồi không có bận biệu. Chứ còn đi tu mà cứ nay alo, nay mẹ bệnh con ơi, về cho mẹ thăm, nay bà nội con nhớ, nay cha con thế này thế kia, nay em con nó sắp có chồng, con ơi về có coi rằng cho chồng nó đi giảm nói, là cái thứ đó không có tu hành con khỉ khô gì được hết trơn. Tôi nói thiệt vậy đó. Người tu là phải miếng ly hương đảng. Thậm chí có nhiều người tu người ta cắt đứt luôn, không để cho gia đình biết ở chỗ nào để liên hệ nữa cơ. Thế pháp bẩm sư, cạo tóc mà vâng lời theo thầy bẩm sư. Để chi vậy? Để nội cần khắc niệm chi công. Ở trong thì cố công khắc giữ, khắc như là mình khắc cái bia đá vậy đó. Mình khắc cái tâm mình để mà tạo dựng cái công đức, nội cần khắc niệm chi công. Còn ngoại hoằng bất tránh chi đức, bên ngoài thì quyết chí tìm cái phương hướng, nhờ cái dụng công tu tập mà tạo dựng cái đức lành. Đó là người xuất gia, đó là mới, đó là xuất thế tục gia đó. Rồi cái xuất phiền não gia thì tu là phải ra cái nhà phiền não. Phiền não là cái nhà mà nhiễu loạn, phiền thị nhiễu loạn, não hại hữu tình, thị danh phiền não. Rồi phải biết phiền não là gì. Phiền não là một sự nhiễu loạn, phiền thị nhiễu loạn, mà phiền là cái sự nhiễu loạn, mà não là gì? Não là làm cho nó hại cái hữu tình, tư tưởng đau khổ phiền tội này, thị danh phiền não. Mà phiền não nó có sáu thứ căn bản, đó là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Đó, cho nên bài bản nó rõ ràng, Đức Phật dạy rõ ràng vậy.
Đó là căn bản phiền não, là cội gốc của phiền não. Và từ cội gốc phiền não đó nó mới đẻ ra là đại tùy phiền não, trung tùy phiền não, tiểu tùy phiền não. Đại tùy phiền não là cái gì? Là phẫn, hận, phu, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu, mười thứ. Rồi trung tùy phiền não là vô tàm, vô quý, hai thứ. Tiểu tùy phiền não là gì? Là tám thứ. Vô tàm, triệu cử, phong trầm, giải đãi, phóng dật, tăng loạn, thất niệm, bất chánh tri. Người tu phải học rõ vậy đó. Lào lao như vậy, phải biết đó là đại tùy phiền não, trung tùy phiền não, tiểu tùy phiền não, 21. Còn căn bản phiền não là 6 món. Mà ai diệt được, cái phiền não và căn bản phiền não đó, thì cái người đó thành tựu gọi là thinh văn, hay là thành tựu cao nhất là A-la-hán quả. Rồi sau khi thành tựu A-la-hán quả là diệt trừ được kiến tư hoặc hay là diệt trừ được căn bản phiền não đó đó, thì bắt đầu mới tu hành diệt trừ cái trần sa hoặc. Mà trần sa hoặc là những cái thứ gọi là tiểu tỳ, trung tỳ phiền não, đại tỳ phiền não hồi nãy đó. Diệt được cái thứ đó nữa thì thành tựu Bích Chi Phật, hay là còn gọi là Duyên Giác, hay là Bồ Tát. Rồi diệt trừ kiến tư hoặc, diệt trừ trần sa hoặc, rồi diệt trừ vô minh hoặc, thì thành tựu một vị Như Lai Thế Tôn. Vậy thôi, nó có tiêu chuẩn đàng hoàng, chứ không phải muốn thành hồi nào thành. Cho nên cái thứ mà cầu nguyện giang sinh mà nó nguyện cho Phật tử gì đó được tóc thoát ta bà giảng sanh tịnh độ, là nỗi láo, vô cùng nỗi láo. Nỗi láo mà không hề sợ tội lỗi, phi nhân quả. Mà nó khổ lắm, không làm là không, nó bỏ đói đấy nha. Đời nay mà không làm là nó bỏ đói, nhất là ở Hoa Kỳ này nha. Biết cái chuyện đó là láo mà cũng vẫn làm. Bởi không làm nó không cúng. Mà nó không cúng thì lấy đâu trả tiền chùa, lấy đâu để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa. Tôi nói cái Hoa Kỳ này, các đất nước tư bản này đó, đi vô restroom thôi là cũng phải có tiền mới được. Bởi tại sao? Phải giấy vệ sinh chứ đâu phải như Việt Nam mà lấy miếng giấy nhật trình mà dò hay lấy lá chuối mà đi restroom đâu, đi cầu đâu. Rồi vô cầu không phải là cái giấy vệ sinh không, rồi phải có cái nước để liên, để rửa, rồi nó đủ thứ chuyện. Trời ơi các vị ơi, cho nên không nói láo làm sao phục vụ được cho ăn mặc ở ngủ ỉa. Cho nên tôi nói các vị đừng có buồn, đừng nói tôi nói tục. Bởi vì không nói ra rõ cái chữ như vậy là không giải thích được cái đạo lý nghe các vị. Cho nên nhiều khi nó trời ơi thầy ơi, thầy dùng danh từ gì con nghe nó hết hồn à. Gì ỉa, thầy giảng kinh mà có ỉa trong này. Tôi giải thích một chữ thôi các vị thấy như vậy đó. Cho nên phải dùng phương tiện mà nói láo. Chứ làm gì mà không tu tập mà làm sao mà tóc thoát ta bà để giảng sanh tịnh độ một cách dễ dàng được. Mà không nguyện như vậy thì nó không có vui. Mà nó không có vui thì nó đâu có cúng dường. Mà nó không cúng dường thì lấy đâu mà trả tiền bill, tiền bổng, trả tiền chùa, tiền ga, tiền điện, tiền nước. Lấy đâu mà lo giấy đi cầu. Cho nên như vậy mà cứ hết cuộc này tới cuộc kia, hết thế hệ này tới thế hệ kia, nó cứ nói láo hoài vậy hả? Không ai chịu nổi hết. Có mình tôi là tôi nói như vậy, cho nên tôi càng nói là tôi thấy là coi như tôi càng mất tín đồ. Thậm chí bây giờ được cái tín đồ có trí thức nghe tôi vậy thôi, chứ còn tôi nói riết lại chùa tôi nói thiệt các vị, tôi không giấu các vị, tôi nói riết lại chùa tôi không còn mấy móng hết trơn á. Bởi vì nếu tôi rập ra đàn đó, như cái mới cách đây 2 bữa đó mà tôi tổ chức cái vía Quan Âm đảng sanh đó, là tôi nói thiệt các vị là nó có người về đó, mà tôi không tổ chức vía cho nên nó chẳng ai về hết trơn á. Nó chạy trong mấy cái chùa mà có vía nó cúng. Mà nó khổ vậy mà tôi giảng như vậy mà tôi làm cái kia nữa thì ai coi tôi ra gì? Bởi vì bây giờ tôi nói thật các vị là tôi không còn nói cái gì để nói hết. Thành ra tôi cũng mong rằng nếu mà
Trời Phật mà sắp xếp cho tôi á, tôi không có cái gì của riêng tôi á, bởi vì tôi cũng nói thật các vị là tôi apply cái housing rồi là vậy đó. Apply cái nhà để dưỡng già rồi. Nó có nghĩa là nộp đơn xin cái nhà dưỡng già rồi, bởi vì tôi biết là tôi làm gì mà tôi trụ trì chùa là không được. Mà trụ trì là phải phục vụ. Thật sự ngày xưa là chữ trụ trì là trụ pháp vương gia trì Như Lai tạng. Bây giờ nó trụ trì là để cúng kiến, trụ trì để cầu nguyện giáng sinh, trụ trì để đi ma chay, trụ trì để đi dứt vong, trụ trì để đi mở cửa mã. Trời đất ơi, cái trụ trì kiểu đó mà cỡ tôi vậy là sao tôi trụ trì được? Giống như tôi nói hồi tối đó, tôi nói mấy thầy cứ ngồi gặp lại nhau, nói từ hôm Tết tới giờ đó, nó ít đám quá, ít người chết quá. Thậm chí có mấy cái đám chết mà người ta nghèo quá cho nên nó bèo quá. Trời ơi, trụ trì như vậy là nó bóp tắt cái Phật Pháp rồi. Cho nên tôi nói thật cho đại chúng là tôi thấy rồi. 10 ông trụ trì hết 9 ông chết không được mà. Tại vì vì cái phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉ mà phải nói láo. Nói láo thì làm sao chết được. Nó xuất ra khỏi cái nhà, nhà nhà gì đó, nhà phiền não rồi bây giờ xuất ra khỏi cái nhà tam giới. Nó nghĩa có xuất gia. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới có nghĩa là cái cõi đời đầy ham muốn. Như vậy cõi dục nó ở đâu? Hễ tâm ham muốn tới đâu thì cõi dục nó ở đó. Đó mình học Phật mà nói thẳng đi. Đừng có lăng nhăng lại nhại là dục giới nó có từ cái cự ly này tới chỗ kia, nó gồm có lục dục thiên, nó có gồm thế này kia là dẹp. Mấy tư tưởng nó là cặn bã. Dục giới là cái cõi đời ham muốn. Ham muốn cái gì? Hạ tâm mình ham muốn tới đâu thì dục giới tới đó. Học gì mới ra kinh được. Sắc giới là cõi vật chất. Mình kẹt trong vật chất tới đâu thì sắc giới tới đó. Vô sắc giới nó ngược, nó ngược lại sắc giới, bị sắc giới là vật chất mà vô sắc giới là không vật chất. Có nghĩa là cái tư tưởng hoang đường, huyễn hoặc, tưởng tượng, mê tín dị đoan. Đẻ ra những cái tên mà không hề có lịch sử, không hề có lai lịch, không hề có cái cha mẹ ông bà đẻ ra. Mà trên trần đời này có cái gì mà không có cha mẹ ông bà đẻ ra đâu? Không có hấp thụ khí âm dương đẻ ra đâu? À, thí dụ như đá. Đá thì tôi đã giảng rồi, trong cái phổ quang minh trí thì cái đá nó có khí mà nó không có sanh. Còn cái thực vật nó có khí, nó có sanh. Rồi động vật nó có khí, nó có sanh, nó có nó khùng, tự nhiên khùng tới. Nó có khí, nó có sanh, nó có cái tham sống sợ chết đó, là nó có cái biết của nó. Rồi con người của mình thì nó có khí, nó có sanh, nó có biết và nó có trí tuệ. Thì như vậy thì có cái tên nào trên trần đời này mà không có ông bà cha mẹ đẻ ra? Vậy mà cái tư tưởng con người nó vô tình nó bị bóp, nó bị thắt chặt bởi những cái vô sắc giới, những cái tên, những cái đấng, những cái đức, những cái ông mà không hề có lịch sử. Cho nên Phật giáo mình á, là cái đạo giáo mà ngày xưa Đức Như Lai Thế Tôn, Thích Ca Mâu Ni Phật á, dẹp cái tư tưởng đó. Mà ngày nay đệ tử Phật lại đi ngược lại với Phật, là đưa ra những cái con người không có thật. Thậm chí mà quý vị tin rằng cõi Tây Phương có Phật Di Đà, cõi Đông Phương có Phật Dược Sư, rồi có ông này ông kia ông nọ, Bồ Tát này Bồ Tát kia Bồ Tát nọ đó, quý vị mà không hiểu rõ kinh tạng thì trí tuệ các vị như cái chén vậy nè, thì làm sao các vị hiểu được cái ông đó là ai? Cho nên tụng kinh nào rồi cũng nói là tự quy y pháp, đưa nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ phải như biển. Bây giờ cái trí huệ mình như cái chén vậy nè, cho nên cứ mình có thấy rằng ở ngoài mình nó có cái ông này ở phương này, ông kia ở phương kia. Thật sự ra Phật đưa ra những hình tượng Phật, những Bồ Tát đó đó, nó biểu trưng cho cái tâm hạnh, cho cái công hạnh, cho cái đức hạnh của mình, để là mình nương đó mình tu tập. Mà bởi vì mình cái trí tuệ mình nhớ, trí tuệ nó không được như cái biển, cho nên mình đâu có thấu được. Vì vậy mà các vị nhớ là khi tụng kinh rồi là có cái tâm tự quy y đó. Phải tự quy y, tự mình quay về.
Tự bi Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Tự bi Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Tự bi Tăng đương nguyện chúng sanh thông ly đại chúng nhất thiết vô ngại. Ủa, tôi giảng là nãy giờ hết giờ chưa đại chúng ha? Tôi nói hồi tôi quên thời gian. Nãy tôi giảng từ 6 giờ rưỡi của tôi, bây giờ là 7 giờ 41 phút rồi, hết giờ rồi đó chứ. Nãy giờ nói vòng vòng thì hết giờ không hay. Thôi, nay cuối tuần học thêm 5-10 phút nữa. Mà quý vị nào có mệt thì tắt máy đi ngủ. Tôi nói thiệt là tôi không bắt buộc ai phải nghe hết á. Nghe mà không có hiểu thì cũng không nên nghe. Mà nghe hiểu thì dầu nó dài nhưng mà thấy nó trong nháy mắt. Cho nên một ngày vui, một ngày vui nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn nó dài tở thế giới đứng yên. Mình nghe chánh pháp, mình học Phật pháp mà mình vui á, mình tâm đắc được á thì nó nhanh lắm. Còn mà gặp mấy ông thầy mà gọi là tiến sĩ gây mê đó, nó lên nó cà hư, nó rên nó rỉ hồi là các vị coi như gục chết. Học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Cho nên Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai phải xuất gia. Xuất gia là phải cái tâm hướng thượng, cái tâm hướng thiện, cái tâm ra khỏi ba cái nhà. Phật Đại Thông Trí Thắng khi chưa phát tâm tu hành có 16 người con. 16 người con là ý chỉ cho 16 cái loại thấy biết của chúng sanh. 16 người con này là chỉ cho 16 cái loại thấy biết của chúng sanh, của những cái tâm mà chưa có thấy đạo, của những cái mà còn kẹt trong cái ta, cái người, cái của ta, cái của người. Vì vậy mà 16 này đó, người con này nó ám chỉ cho thập lục tâm, 16 cái tâm, cái thứ tâm. Nó gồm có tâm nhẫn và tâm trí. Trời ơi, cái này mà tôi phân tích ra nữa không biết chừng nào hết kinh à. Thôi quý vị tự tìm đi nha. 16 người con này nó biểu trưng cho thập lục tâm, gồm có tám nhẫn và tám trí. Người chưa xuất gia là chưa chuyển phiền não thành bồ đề, chưa chuyển sanh tử thành niết bàn. Bây giờ 16 người con nghe vua cha xuất gia thành đạo, các người đó bỏ hết của báo lạ. Xưa nay chúng ta thấy nhà cửa là quý, thấy tiền tài là quý, thấy sắc đẹp là quý, thấy danh vọng địa vị là quý. Khi mà ta chưa có tu hành, ta thấy thế gian này cái gì nó cũng quý hết. Thấy hiện tượng vật chất cho là quý đó. Vì vậy mà tất cả mỗi người chúng ta đây ai cũng có 16 người con ở trong lòng hết. Ai cũng có 16 người con. Vậy là Đức Đại Thông Trí Thắng cũng có 16 người con. Tôi cũng có 16 người con. Các vị cũng có 16 người con. Tất cả chúng sanh đều có 16 người con ở trong lòng hết. Ông nội là vua Chuyển Luân Thánh Vương, tức là các pháp tâm vương, và các người con là những cái tâm sở xấu. 100 đại thần và nhân dân rất đông, tượng trưng cho cái tánh nết phụ cận tôi hầu. Một khi cái loại chánh đã cải tà xuất gia thì loại phụ phải đi theo. Trời ơi, tuyệt vời quá đại chúng ơi. Vậy là Chuyển Luân Thánh Vương là nó biểu trưng cho một sức mạnh của tâm vương. Còn 16 người con nó biểu trưng cho tâm sở xấu. Mà tâm sở xấu thì thật sự ra nó có 11 cái loại tâm sở. Quý vị phải lật Di Thức Học ra mà đọc. Thay vì quý vị ngồi bàn luận tầm bậy tầm bạ, bây giờ có nhiều cái thằng nó khùng. Tôi dùng danh từ thế gian nó khùng. Tối ngày nó đi quýnh với nhau trên mạng á, lăng nhăng lại dạy tầm bậy mà nó không chịu lật kinh ra mà đọc. Hỏi tâm sở xấu, tâm sở tốt như thế nào, tâm thiện, tâm ác thế nào, chưa giải thích được. Mà nó nói chuyện ở trên trời á,
Cho nên đó là những cái lỗi thóc cư sĩ, nó làm chướng mắt người ta. Cái người càng hiểu biết, cái người càng thông đạo, ta không có lên ta bàn luận tầm bậy tầm bạ trên các diễn đàn. Nào là bao thoát nè, nào là Facebook nè, nào là diễn đàn, ô nó bàn luận tầm bậy tầm bạ, đủ thứ điên. Người ta biết đạo, người ta âm thầm, người ta nhẹ nhàng, ta chuyển đổi, xong rồi ta nói một câu nào ra nó giống như là sụp đổ như núi Thái Sơn. Đằng này nó lên nó lăng nhặng lại nhại. Nhất là mấy cái anh chàng mà hiểu theo cái kiểu của mình. Hết cái đám tu tịnh độ rồi tới đám tu thiền. Thiền đăng. Tôi chửi thí vậy đó, ai trúng à, tính tôi họ Phan mà. Tôi Phan thí vậy trúng ai trúng. Giờ này ta nói trâu già không có sợ giao phai. Như vậy là tôi nói là cho đại chúng biết là ông nội là vua chuyển lên thánh vương là nó biểu trưng cho cái tâm. Hết pin là tôi cắm pin tôi sạc đó nha. Ông nội là vua chuyển lên thánh vương là nó biểu trưng cho cái tâm sở. Sorry các vị, tôi đang sạc pin. Máy này nó cũng chọc tôi. Ông nội là vua chuyển lên thánh vương là nó biểu trưng cho tâm vương. Các người con nó biểu trưng cho tâm sở, 100 đại thần và nhân dân nó biểu trưng cho tôi hầu, nó biểu trưng cho những cái tánh nết phụ cận. Nhưng một khi cái loại chánh đã cải tà xuất gia thì loại phụ nó cũng phải xuất gia theo. Chúng ta có 11 cái tâm sở tốt, tức là thân tâm nhẹ nhàng, thôi nói tới đây nghỉ đi, học dài quá các chuyện ngán ha. Thứ ba chúng ta gặp nhau tiếp. Tôi cảm ơn các vị, chân thành cảm ơn các vị. Các vị là những vị chư thiên trải cái tòa sư tử cho tôi vui mừng lắm. Tôi giảng được cái chánh nghĩa kinh Pháp Hoa này tôi vui mừng lắm. Đại chúng ơi, tôi xin cảm ơn các vị thành thật. Nếu không có các vị là hậu trì cho tôi không có cơ hội để tôi giảng thích cái chánh nghĩa của Phật giáo gì đâu. Tôi nguyện cầu nếu có được san sẻ một cái gì đó, tôi xin san sẻ, tôi xin chia sớt cho các vị. Nhưng mà ngạc nổi trên đời này san sẻ không được. Thôi thì tôi nguyện đem cái đầu óc tư duy tu tập của tôi xin cúng dường cho đại chúng. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.